Chào tất cả các quý vị, bên chúng tôi vừa cung cấp công trình cửa cuốn ở gần đây. Đấy, thì là khách hàng thì cũng biết đến chúng tôi qua internet, đấy, thì cũng hỏi là đấy thì nhờ tôi thanh lý cái bộ cửa cuốn, thanh lý bộ bàn ghế này, tôi các vị đang xem. Đấy, thì khách hàng làm cửa cuốn thì biết đến chúng tôi qua internet, thì sau khi biết đến thì thấy rất là hay. Đấy, thì bảo là đấy thì nhờ tôi là làm cái nội dung là bán thanh lý cái bộ cửa, cái bộ bàn ghế này. Đấy, đây là gỗ này, gỗ xoan đào nhé. Đấy, gỗ xoan đào. Đấy, gỗ nguyên nguyên bản là xoan đào. Giá thì là thanh lý rất là rẻ thôi, nên là ai quan tâm thì cứ để lại bình luận bên dưới nhé. Đây, đây bộ bàn ghế thì có một ghế này, ghế này ghế đơn này, rồi một ghế ba người có thể ngồi được này, rồi là một ghế đơn nữa, tức là có hai ghế đôi và một ghế đơn, một cái bàn. Bàn này thì có mặt bàn một kính đấy. Rồi có một cái đấy, kia gọi là cái kệ đi, đấy, tôi gọi là cái đấy. Đấy, rồi trên bàn ghế khắc rất là đẹp, đây phúc lộc thọ này. Rồi đây là phú này, đấy, phúc lộc thọ này, kia là quý, đấy, phúc lộc thọ phú quý. Đấy, rất là đẹp. Đây bàn cũng khắc đầy đủ. Đấy, với các vị ai mà có nhu cầu mua bộ bàn ghế này cho phòng khách cũng như là các vị mà đầu tư nhà rồi cho thuê, thì khi mà có đầy đủ bàn ghế thì cái giá nó sẽ cao hơn. Tâm lý người ta đi thuê nhà, người ta cũng muốn đầy đủ bàn ghế, tivi rồi là điều hòa, thì đương nhiên là bây giờ gia đình nào mà có nhà cho thuê mà chẳng hạn như là có bộ bàn ghế cũng như có cái điều hòa, thì người thuê người ta đến và người ta có thể chấp nhận giá cao hơn 300-400 hoặc 500. Đấy, thì nhưng mà chúng ta đầu tư lâu dài đầy đủ thì rất là tốt. Đấy, các vị ai có nhu cầu mua bàn ghế thì cứ để lại bình luận bên dưới nha. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.